Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, nhiều hãng xe tuyến cố định tại bến xe trung tâm thành phố đã thông báo hết vé trong những ngày cao điểm, đặc biệt là ở những chặng ngắn. Mặc dù lượng khách khá thưa thớt, nhưng theo người dân, việc mua vé xe chặng ngắn trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng là rất khó khăn, đặc biệt là những tuyến ra phía Bắc như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tuyến lên Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum. Theo các nhà xe có tuyến cố định tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 4, đa số xe chặng ngắn đã bán hết vé. Trái lại, các tuyến đường dài lại còn khá nhiều. Do gặp khó khăn trong việc mua vé xe chặng ngắn theo nhu cầu, nhiều hành khách tại Đà Nẵng cho biết sẽ cố gắng tìm phương án khác để di chuyển hoặc chấp nhận ở lại trong dịp này.